đời sang năm nay xuống trời. Anh năm nay hơi buồn thấy em từ nay thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi ngày mà em ngờ đâu anh mang trầu cao qua anh rước dâu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to thì có ra muốn. Và vũ đoàn Gió Việt. Cảm ơn vũ đoàn Gió Việt, thank you. Hôm nay chúng ta gặp gỡ Hồ Vinan với ca khúc rất là hit của bạn ấy, Rồi Tới Luôn. Chương trình đã ngỏ lời mời và Nan đã đồng ý đến với chương trình vì hôm nay chúng tôi có một chủ đề rất là dễ thương cho buổi tối ngày hôm nay, đó chính là ngày hạnh phúc. Ngày hạnh phúc à, thì Nan là một ca sĩ nam hiện tại đang độc thân đúng không? Mình đã có một cái ý định nào hay là có một kế hoạch nào cho tương lai về cái việc cưới hỏi gì chưa? Dạ chưa đâu, theo em là trễ nó tốt hơn. Trễ nó tốt hơn. Dạ. Thì ở đây thì trễ là bên cánh phải đó. Còn ấy là bên cánh trái. Đây. Mà sao hôm nay mặc áo cưới vậy anh Giang? Đây là chủ đề là ngày cưới mà. Hôm nay dạ, chúng tôi sẽ một cái chủ đề. Tất cả những nghệ sĩ tới đây tham gia đều có liên quan tới cưới hỏi. Đó. Tịnh cái gì
Ngọc, tỉnh đi chị Ngọc. Thì đôi lúc phải cho họ có chuyện mộng mơ nhất định ha. Em cũng thích vậy. Em cũng thích vậy. Có những cái mơ mộng chỉ có vài giây thôi. Dạ. Thì em ngày hôm nay đến với tư cách là khách mời trình diễn ca khúc chủ đề, em có một cái lời chào nào với quý vị khán giả không? Vâng, lời nói đầu tiên cho phép anh. Đó, đó. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép Nan xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đang xem chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Wow. Thì Nan đến với chương trình này mang tới một bài hát rất là dễ thương cùng với vũ đoàn. Và chúc cho Nan cũng như vũ đoàn cũng như tất cả quý vị khán giả sẽ luôn yêu thương Nan mỗi ngày một nhiều hơn nữa. Và sẽ sắp tới sẽ có nhiều bài hát hit nữa nha. À, cảm ơn anh. Cảm ơn Hồ Vĩ Nan. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề, đó chính là ngày hạnh phúc, là ngày hôn nhân đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tạm gác lại những gì chúng ta đang xảy ra trong cuộc sống này. Có nghĩa là gì? Hãy quên đi mình đã có gia đình rồi. Hãy tưởng tượng chúng ta đang là những người độc thân. Bên này thì cứ vậy thôi, không tưởng được. Hay, bên này ha, bên cánh trái mình cứ tưởng tượng mình là người độc thân. Yeah. Thì đã có 4 cô dâu rồi, thưa quý vị thân mến. Thì chúng ta sẽ tiếp đón những chàng hoàng tử trong mơ, những chú rể của thời đại. Khoan, anh Giang. Những chú rể, những chàng hoàng tử trong mơ đó là đúng ngoài không? Chương trình hay là ở trong chương trình? Trong chương trình, mơ có nhiều giấc mơ. Có ác mộng nữa đúng không? Sao em sao á? Hãy tưởng tượng đây là một cái màu hồng của một tương lai bền vững. Chúng ta chào đón những chú rể mang tính chất thời đại. Xin mời. Ủa anh ơi, đây là hiện thực khủng hoảng hả? Ông anh đây là chủ hôn hay sao vậy? Thật sự đây là chú rể hết á. Chú rể hết rồi. Mà nãy anh giới thiệu là những chú rể gì? Mang tính thời đại. Mà sao có ông anh thời sự vậy anh? Chúng ta chào đón Tiến Lược, Trương Thế Vinh. Hai khách mời nam ngày hôm nay đó là Trương Tuấn Kiệt và Steven Nguyễn. Và bên phải của tôi là Lê Huỳnh Thiên Ngân, kế bên đó chính là Ninh Như Lan Ngọc. Trời ơi. Lê Thị Mỹ Dạ. Lê Thị Mỹ Dạ. Và Buka khách mời ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng có 4 cháu ở bên làng bên. Làng bên. Đúng rồi. 4 cháu, có một cháu đi học nước ngoài về là cháu Steven về từ thành phố Paris. Là Bà Rịa mình đó. Gần thôi. Còn cháu Jin là từ LA. Long An. Rồi cháu Vin. Vincent quận 4. Còn ông chú đây. Rồi, đây là bên Đài Loan về. Đúng rồi. Đây là Atok. Atok. Sao ngộ không có thấy tóc à? Bên đó mà ai không có gì là đặt tên đó, ví dụ như là không có tóc gọi là Atok. Em tưởng cái này là đi sao phải là thì ngày hôm nay chúng tôi em ngừng cứ là ahoy. Đúng rồi, thông cảm con bé đó rồi. Vô gì. Thì ngày hôm nay như thế này, 4 cháu quá là xinh đẹp đi. Yeah. So với các cháu nam ở đây thì cũng là 1910 rất là môn đăng hộ đối. Thì 4 cháu ngày hôm nay sẽ hãy chọn mỗi cháu một bạn để thành gia lập thất. Wow. Coi như là không? Ông trời cho sao thì mình lấy vậy. Không. Phải chọn. Dạ với bu chọn lẹ. Các bạn phải chọn và nói lên vì sao mình chọn cái người đàn ông đó trong cuộc đời của mình. Đầu tiên là Puka. Dạ em xin chọn anh Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh, mời về một cặp. Dạ. Vô. Wow. Xin mời cô dâu Lâm Vĩ Dạ hãy chọn.
Em có coi tuổi và em được biết là cô dâu 89 mà lấy chú rể 94 thì rất là hợp nhau. Cô dâu 89 mà lấy chú rể 94 thì rất là hợp nhau. Cho nên em quyết định chọn Kim Tuấn Kiệt. Trời ơi. Anh ơi. Rồi cũng phải tới lúc. Bây giờ này tới lúc rồi. Này, để cho tôi phân tích cho hai con dâu. Chưa chắc là tôi chịu đâu. Làm giá lên đây. Để tôi nói cho hai con dâu nghe. Thì hai đứa quảnh tôi xì đi. Mà ai thua là phải chọn anh luôn. Anh Luật, tại sao lại bị? Tôi không chấp nhận. Đâu phải anh ơi. Đâu phải muốn đến với tôi là đến đâu trời. Xin mời anh kêu anh Steven về đây là không ạ? Rồi ok, hai đứa mình rồi, đứng kế. Hay là cho em phương án khác, hai đứa em chung một người đúng không? Không, một vợ một chồng. Quánh tôi xe đi. Một, hai. Quánh tôi xe đi. Một, hai. Rồi. Chúng ta phải hiểu như thế này này. Hạnh phúc nó không đến ở bề ngoài. Hạnh phúc nó không đến từ tuổi tác. Hạnh phúc đến từ hai trái tim đồng cảm và cùng nhìn về một hướng. Thôi, xui thì chịu. Tôi chịu. Em nghĩ không phải xui đâu. Hạnh phúc á, đôi khi đến là duyên trời. Cái này là duyên trời sắp đặt rồi. Đúng rồi. Đọc được hả? Thôi đi lên. Ép gà. Ba ơi, ông lớn tuổi hơn con nhiều lắm. Thưa quý vị thân mến, nếu mà chúng ta sắp đặt như này á, thì những người chọn trước lại vô tình lại được củ thơm. Ủa vậy tôi là đồ thú vậy? Mày nói gì vậy? Ý là dạng vậy nè, nó cũng chưa công bằng lắm. Mời các bạn nữ về lại đi, cho nó công bằng nha con. Từ từ bình tĩnh, có sự sắp xếp. Nước mắt đầm đìa. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi để xếp vị trí 1, 2, 3, 4. Bốn bạn nam, ai xếp vị trí số 1 được chọn đầu tiên, xếp vị trí số 2 được chọn thứ hai, như thế đến cuối cùng. Và đó cũng chính là đội chơi của chúng ta ngày hôm nay. À, hôm nay là mình chơi 2-2-2 hả? Mình sẽ chơi trò chơi. Bây giờ sẽ có bốn bạn nam mời đứng gần với nhau. Chúng ta sẽ chơi trò chơi là chúng tôi cần thì các bạn phải có. Như đám cưới hay chơi, bữa đám cưới của Bugam có chơi rồi ha. Tức là ban tổ chức cần gì các bạn phải đi kiếm cho bằng được tại phim trường này. Chúng ta không chạy ra khỏi phim trường ha. Tất cả khán giả hãy cẩn thận về tư trang nha. Chú rể chơi thôi đúng không ạ? Chú rể chơi, cô dâu mình đứng thôi chứ cô dâu mình mang cút đâu có chạy được. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trong phim trường này. Và chúng tôi có sắp đặt một vài camera di chuyển theo các chú rể. Thì bây giờ chúng tôi sẽ có một vài vật phẩm mà chúng bạn phải mang về đây. Để ai mang về đầu tiên hợp lệ thì sẽ là người có quyền được chọn đầu tiên. Đó. Các bạn nhìn vậy cái dàn cô dâu đi, đúng không? Sao vậy? Sao vậy? Tôi mà thắng thì bé nó chết thì tôi chắc. Chị á. Cô đó. Em hả? Mình phải đi chung một lần. Đây, hãy mang về cho chúng tôi đầu tiên mỗi người một tư trang là nhẫn bằng vàng. Đưa đây cho tôi. Buka. Đưa đây cho tôi. Đưa dưới. Đưa rồi. Dễ tôi kiệt. Anh lột trước rồi. Không, bằng vàng. Đúng rồi này, vàng. Còn đó vàng. Vàng. Ủa? Bạn có nhẫn không? Nhẫn cưới. Có nhẫn cưới không? Có ai cho tôi mượn một cái đi. Có ai không? Giúp giùm. Cái này vàng trắng mà. Giúp giùm. Nhớ em rồi. Vàng. Ghim đầu kia nè, ghim xét đầu tiên đi. Dạ. Em tên gì? Cảm ơn em.
em. Anh trước rồi, anh trước rồi. Nhảy từ từ. Steven, Steven cuối cùng. Yêu cầu thứ hai của chương trình, chúng ta sẽ xếp thứ tự ha, ai sẽ thắng nhiều hơn ha. Mệt. Yêu cầu thứ hai là hãy mang về cho chúng tôi mỗi người một cái máy quay phim, một cái máy quay phim. Chơi mượn cái máy đi. Đây đây, đừng 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 cho em mượn. Quay luôn, quay luôn chứ. Gỡ cái máy ra cho mượn coi. Anh chưa đánh què mà anh nhanh ghê luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi thử đâu giỡn. Thứ hai nè. Tôi thử đâu giỡn không mà đem thiệt hả? Đâu có giỡn, trời. Kè cái bông kìa. Kè cái bông kìa. Bông lực, hạ cái bông xuống lực. Cái bông kìa. Cho tôi một cái bông coi. Trời ơi, em đang lấy hình luôn rồi đó nha. Ok. Nè 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 nè, tôi trúng này nè. Tôi trúng này nè. Rồi, như vậy là đây, ai đầu tiên, đứng đầu tiên? Chú Tiến Vinh, Trinh Tiến Kiệt, Steven. Tôi Tiến Luật. Tại nặng quá giác không nổi. Nặng quá giác không nổi. Cái này là gọi là cái bơm, bơm. Cái bơm là mình mang về cuối cùng. Đúng rồi, tại giác không nổi, nặng quá. Bây giờ chúng ta sẽ còn, chúng ta sẽ còn một vật nữa thôi. Hãy mang về cho chúng tôi mỗi bạn một chiếc vớ bên phải. Rồi xuống nghỉ coi à. Cho mượn coi. Có vớ không em? Đâu. Rồi cái vớ bên phải đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đâu? Giỏi vậy. Chân anh đau quá. Cho mượn chiếc vớ đây con. Cho chú mượn chiếc vớ đây. Coi chừng lấy lộn bên trái đúng không? Bên phải, bên phải. Đây. Bên phải, bên phải. Ừ. Kỳ. Kỳ, kỳ. Sao anh nhìn xì cầu queo ơi. Hồi nãy giờ về đầu tiên là ghi được mấy lần? Dạ, lần này là thứ hai. Hai lần. Tuy là về lần mấy là thứ hai luôn. Ờ, dạ, dạ, lần thứ hai. Này về Út nè, kế Út nè. Đâu, bảy, bảy. Thứ ba, ba. Rồi, bây giờ chúng ta sắp xếp là ghi là được hạng nhất nè. Ghi bên hạng nhì. Đúng rồi. Ủa hạng ba. Rồi. Hạng Út. Chú Thí Vinh là hạng Út rồi. Bây giờ chúng ta coi như là xong ha, rồi bỏ giới vô túi đi. Trời, tôi tối luôn hả? Đúng rồi, lát trả sau. Rồi mình trả bạn đi chứ, để à, lạnh chân, lạnh chân. À, dạ, trả luôn rồi, trả luôn. Trả luôn. Như đã nói, ban tổ chức quy định số 1 được chọn đầu tiên, mời Jin. Vẫn là trong tình huống. Để bên thôi. Em sẽ chọn... Bộ tiếp viên rồi. Dạ. Quá tuyệt vời. Rồi, một cặp đôi hạnh phúc. Đi bên. Chọn đi em. Dạ. Em chọn hả? À. Nói gì nữa, quá dễ nhìn thấy. Dạ, em chọn Ngọc, chọn Ngọc. Thôi thì đừng cố rồi. Chia buồn. Không sao đâu. Bây giờ nè. Ủa, em được chọn trước chứ. Hồi nãy em về mấy, em về mấy? Em nhất mà. Em chọn đi, em chọn đi, chọn đi, chọn đi. Buông ra, em nhất mà. Em chọn đi, em chọn đi, chọn đi, chọn đi. Buông ra. Chỉ đổi từ người này qua người khác thôi. Thấy chưa? Ai cũng nói tôi xấu xí này kia. Nhưng đúng mà rồi. Hai cô gái đẹp nhất rồi. Mới lại là cuối cùng về tôi hết. Đúng rồi. Có nghĩa là cái cô này là tôi chán, tôi bỏ rồi. Tôi kiếm cô này. Chị ơi, bây giờ tới em, chị có gì nhắn nhủ với em không? Không, 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 không. Bây giờ như này, như vậy thì cũng bất công. Nhưng bé đẹp quá. Đúng rồi, rồi. Chưa được nữa hả? Dù sao thì mời anh về đợi em. Cái người mà can đảm nhất hôm nay không phải là các bạn, không phải là Luật, không phải là Ngân, mà là các bạn làm nhạc. Không, mà vô hợp, hợp thật sự luôn. Bây giờ nãy giờ chỉ là vui thôi. Bây giờ cặp đôi đã được quy định trong mỗi bó bông, xin mời mở bông. Ủa? Ủa? Dạ. Hả? Chết anh rồi. Là bây giờ theo cái bông này đúng không? Cứ mở bó bông ra, có thiệp mời trong đó. Có những thiệp quy định. Ủa? Mỗi ca đã có một tấm thiệp. À, tức là em đang theo cặp với chị Dạ thì em phải theo cái bông của chị Dạ. Rồi,
đây là của Guka. À hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi đó. Và chú Thúy Vinh sẽ gắn kết cặp đôi với Lâm Vĩ Dạ. Mà vậy mới vui. Cỡ nào cũng về bên nhau à. Rồi, Thúy Ngân. Thúy Ngân sẽ có một tấm thiệp. Là của tôi, của tôi. Hãy cầm đi. Của tôi. Và Thúy Ngân. Cái gì vậy? Là Ngọc. Nghe ba rồi đó. Ôi cái này đây à, phận của trời này bạn thấy chưa? Bỏ cho lại về, bỏ cho lại về. Đi xong mà lại về, cái làm gì mà cứ bỏ nhau được đâu. Tất cả đều định đoạt thôi. Thấy là số phận rồi. Số phận định đoạt vậy rồi. Số phận đây. Của Steven sẽ về với Buka. Đó, vừa lòng em chưa? Còn lại là Jin chắc chắn, đó chính là Lê Huỳnh Thúy Ngân. Như vậy là quý vị thân mến, là trong chương trình của chúng tôi á, là các bạn thấy là lúc nào những mấy cặp gọi là tiên đồng ngọc nữ mà gọi là hoàng gia trái chủ, hoàng gia trái chủ mà thế nào thì cũng phải về với Vinh. À, dạ. Anh ơi, chứ sao mà cái lúc lành lặn anh không ở với em? Ừ. Mà cái lúc mà anh đặt quyền thì ở với em. Bây giờ tôi gặp quyền của em chê tôi đúng không? Chê, tôi chán giường. Còn chú Ba về với cô Bảy là hợp lý rồi. Hợp lý rồi, thật ra là đi với lại cô Hai Cai Lậy không có hợp. Cô Hai Cai Lậy thời gian rồi không hợp. Đó. Cái lộn quá à. Cô Hai thì ngày hôm nay, trời ơi, bắt gặp được hả Trương Tuấn Kiệt, ok hợp lý. Đây là tình huống giả định, chúng ta chưa có vợ có chồng gì hết cả, thì là trai tài gái sắc quá đẹp hợp lý. Đó, bên này cũng vậy luôn, hình như cái mé bên trái là cái mé lòng trời sắp đặt ha. Đúng rồi, cái mé bên này là mé bị ép hôn. Hiểu rồi, ai ép, ai ép em, ai ép em. Hai lần ép gì? Hai lần em đòi về với tôi, ai ép em. Em vui em cười nãy giờ. Em vui em cười. Nếu mà ép mà có ai bị ép mà cười kiểu này không? Mà quý vị có biết không, hồi nãy ở trong cánh gà là khi mọi người thay đồ quần áo sơ mi, Jin thì có thêm cái cà vạt ha, thì luật là mặc cái này, lúc đó chưa có áo vest này, chỉ mới mặc áo này với cái quần này là Ngọc đang ăn. Trời ơi, anh mặc đồ quê quá. Thay đồ đi, thấy người ta mặc quần áo sơ mi đẹp không, anh mặc đồ hay sơ lúa quá. Đó, nghiệp ai người đó hưởng rồi, lúa về chứ gạo. Và thưa quý vị, chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Cười mệt luôn. Nay đã có thêm Nam Ngư Ớt Gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư Me Tươi Nam Bộ mới. Thưa quý vị, đây là trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười Sơ. Kính thưa các anh chị thân mến, trò chơi này cần sức khỏe phối hợp nhịp nhàng, chúng tôi đang quan ngại với đội xương khớp bên kia. Đội xương khớp đáng ghê luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ có cái luật chơi như sau, chúng ta đấu theo cặp, cặp này đấu cặp kia, cặp này đấu cặp kia, hai cặp thắng sẽ đấu với nhau. Bây giờ hãy chọn cặp đi ạ. Xếm xì đi anh. Ngoan tôi xì đi anh. Tùy chọn. 1, 2, 3. Trời ơi. Rồi, lượt là người không được chọn gì cả, tiếp tục. Nói nghe nè, về đây là đội sau cũng được. 1, 2, 3. Anh ra cái gì? Kéo. 2, 3.
Mình tin thằng em. Em uy tín mà. Tiếp theo là anh Vinh luôn hả? Bây giờ thi với ai anh cũng đâu có sợ đâu dạ. Anh với em mà không lẽ em không tin anh. Đúng rồi. Cái chân anh Vinh bị gì vậy dạ? Bị xui cà bài. Rồi, mời gặp đôi của anh tôi xây để chọn. 1, 2, 3. Rồi, chọn đi. Kim được chọn cặp đấu với đội mình, còn lại là cặp kia. Để em để nhờ quyền chọn cho Thúy Ngân. Rồi, người cũ, người cũ. Người cũ tôi không quay về. Cái trò này á thì mình nghĩ là mình nên chơi với cái đội này. Nhưng mà bên đây bốc hốt dữ lắm, chị không chịu nổi không? Sao, không sao. Ok không? Được, mình chụp lại thôi. Dạ. Rồi sao? Vậy thôi em chọn đội anh Luật ạ. Rồi, hai cặp chưa? Thấy chưa? Đây, đây. Chịu. Em thấy ok, em thấy fine. Bye. Bye. Rồi bây giờ hỏi chị Thúy Kiệt là người thắng quyết định cặp nào chơi đầu tiên. Dạ cho bốn hai cặp này chơi trước đi anh. À. bên đội chơi đầu tiên là có vợ thiệt của em đó. Dạ thì đúng rồi. Dạ thì đúng rồi. Ủa? Quên. Không sao, hôm nay là cuộc chơi. Không, hôm nay mình nói là mình ngoài đời, ngoài gọi là không có ngoài đời. Giả định thôi. Giả định rồi. Nói chung là hai đứa mình chưa là gì của nhau trong cuộc đời này. Ok. Chưa là gì của nhau trong cuộc đời này. Ok. Rồi, bây giờ như này. Hai cặp sẽ đấu song song với nhau ha. Đầu tiên hai bạn nữ sẽ lên đây lật từ khóa. Lật được chữ hùng. Hùng khi nào tắt được. Thiệt luôn á hả? Chữ Ngọc sao? Ví dụ bắt gặp chữ Ngọc sao? Ngọc đi vô rồi, đi vô. Sau khi chúng ta thổi tắt được đèn, chúng ta về vị trí thứ hai là tiếp tục bạn nữ quay. Dừng ở vị trí nào thì đó chính là con số. Bạn nam sẽ cầm 3 viên gạch này quăng vào để tạo đường đi. Chúng ta không được bước trực tiếp, chúng ta phải bước trên viên gạch này. Thì dĩ nhiên 3 viên gạch đó làm sao đủ về đích thì người phụ nữ ở đây tiếp tục quay lần thứ hai. Và họ sẽ tự động đưa cho bạn nam để bạn nam đặt tiếp tục vị trí cuối cùng. Bạn nam vượt qua được cái giải băng dính này thì cùng bạn nữ sẽ kẹp vào má nhau và di chuyển về vị trí của đội mình. 5 trái tim mỗi lần một trái là hoàn thành trò chơi. Chỉ cần một đội về đích thì cuộc chơi dừng lại. Hai cặp chiến thắng ở hai lần chơi thì chúng ta sẽ vào chung kết. 3, 2, 1, lên! Trời ơi! Yeah, em phút! Yeah! Yeah! Stephen! Nhanh! Stephen! Cái tên gì kìa vậy? Cái tên kìa vậy? Stephen! Quay cho cố luôn. Suy, đúng rồi. Trời ơi. Suy, đúng rồi. Tiến Nhanh. Quay chậm thôi. Ờ, thế sao quay nhanh vậy? Số 1. Rồi, dạ đưa cho Vinh. 6 Nhanh đi, nhanh đi. Bên kia luôn kìa, Steven. Đây. Bên kia luôn kìa. Anh Vinh xì cà que, cẩn thận. Bước lên nè bạn. Nhanh đi. Lấy trời, ủa? Sao bước lên, bước lên là sao? Bước lên. Cầm hai cái nữa đi. Vậy xong rồi nè. Hay quá. Rõ vô dạ. Hay quá vợ. Nhanh ghê. Chúng ta chạy qua, dạ vô. Đây. Từ từ. Bình tĩnh đây, bình tĩnh. Bên kia đó hết trơn rồi. Ừ anh Vinh, còn trái nữa anh Vinh. Rồi xong rồi, xong rồi. Yeah. Dừng lại, dừng. Nói nghe nè, sao anh Dư anh Vinh không tệ vô. Bé. Thôi đi. Buka hỏi bắt cực quá. Si mà không có ra chưa á. Cuối cùng á, con phải dùng chữ cái tên của tôi dễ nhất, dễ thổi cái đèn. Sao có thể dễ được?
là xong rồi. Sao nó không nói gì đi? Thật ra là mình đừng dùng từ đầu nha. Từ đầu đó nó hết hơi, nó được từ sau. Steven à, Steven à. Mình phải mình phải rất nhẹ miếng đúng không? Cặp chiến thắng là Trương Thúy Vinh và Lâm Vĩ Dạ. Ba, hai, một, bắt đầu. Vinh. Vinh. Thiều, thiều. Quay. Lỗi luôn dạ. Tao có em nói Vinh mà. Sao cái này quay lâu quá vậy? Ai biểu quay mạnh gì? Bốn anh Luật. Bốn. Trời ơi sao nó không dừng vậy? Quay mạnh quá. Té không chú ơi? Sáu. Năm. Bốn. Trời ơi. Bốn rồi nè. Ủa? Cáp chạy kìa. Lẹ lên. Dậy, lẹ lên. Dậy. Ba kìa. Từ từ thôi. Ba. Được rồi đó. Trời ơi. Nhảy luôn. Rồi đi đi. Đi. Lộng lấy chưa. Chị hay à. À, dừng lại. Tôi thấy góc đoạn tự nhiên Tiến Lực với Lan Ngọc đứng nhìn nhau à. Sao đi. Tiến Lực là có 4 viên là nhảy qua luôn rồi, còn tụi em phải đợi tới lượt thứ 2. Đúng rồi. Trời ơi, anh hay vậy. Nhưng mà bể hết mấy chương trình người ta. Sao bể hết trơn vậy? Tại vì người ta đi một bước một viên, còn ảnh là hai chân ảnh chụm lên một viên, làm sao chịu nổi. Đội chiến thắng là Lan Ngọc và Tiến Luật. Đúng là Ngọc thổi hay ghê. Vừa thấy chị Vinh Vinh. Cho chú Vinh dễ ghê luôn. Mà tên của Buka cũng dễ nữa. Thơ. Tắt đúng liền. Rồi, có Steven. Thật ra tao làm cái khó nè. Anh gì khó, tao cứ be vậy nè. Bây giờ là cặp đấu chung kết. 1, 2, 3. Đừng có cười. Nhưng mà người ta sắp về đích rồi kìa, nhanh lên. Trời ơi, dạ, bên kia có được chơi đâu. Chưa hỏi đâu. Bên kia hỏi đừng cày xong rồi. Xin đi. Xin chưa xong. Để em thử, con thử coi. Xin. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì hả? Cái dân cùng. Trời ơi. Cái gì hả? Cái dân cùng nó miếng ra luôn. No.
mình chưa bắt đầu là người ta đã về đích rồi. Khủng khiếp không? Thua trắng đôi chiến thắng, cặp đôi chiến thắng. Không ngờ ông chú bà Thiết. Trời ơi. Bà Ngọc, bà Ngọc sợ với chữ Ngọc vậy là chữ Ngọc. 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 Sợ chữ Ngọc là chữ Ngọc hả? Để tôi thử coi. Xì. Đó, thử lại coi. Con thử lại tên chồng của con coi. Con mắc cười quá. Xì. Nó giống như là ác xì á chị. Trời ơi, tên chồng nó mà đưa qua sổ mũi luôn. Jin. Đó là Jin. 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 Ôi thằng, đọc tên Jin mà thỏi đèn cày là sao trời? Ngọc. Ngọc. Yeah. Như vậy là đội chúng ta thua khi chưa khởi hành. Công nhận cái tên của ông Duyên này khó thổi thiệt ha. Sao không lấy ba chữ đi, ba chữ dễ nè. Duyên Tuấn Kiệt á hả? Duyên Tuấn Kiệt. Chú Kiệt là khỏi bao giờ ra được luôn. Làm hồi kiệt sức luôn á. Mu ca. Duyên Tuấn Kiệt. Cái tên chán quá, cái tên mệt quá. Tôi nghe kiệt sức luôn á. Đội về đầu tiên là Tiến Luật và Lan Ngọc mang về 2 điểm thưởng. Đội Lâm Vĩ Dạ dù chưa khởi hành nhưng mà lọt vào tập chung kết 1 điểm thưởng. 2 đội còn lại o điểm. Oh. Hay quá. Tối nay em ngủ em mơ em kêu tên Vin hoài luôn á thiệt. Tuy mình qua đây. Vâng. Cái tên của em á làm nhỏ con gái tôi nó khang tiếng luôn. Buka đi. Em thấy cái đôi đơn giản mà. Em ơi. Steven coi. Steven. Steven. Hồi nãy gõ đèn ông đứng đây em nói dở. Dở. Tê là ra là khẩu tắc rồi. Ừ, người ta chơi bỗng kêu dở. Dở thì làm lại cho giỏi coi. Gì nước không vậy? Từ từ để em từ từ em. Steven. Steven. Được rồi. Được. Được. Hợp lý rồi. Sao em nghe hành là Steven vậy? Steven mà nghe là Steven. Steven. Bây giờ còn cách nào đâu? Không còn cách khác. Đâu à, Thiên Ngân qua đây à, trai đi, trai đi. Xin đi. Đi. À, xin thở chưa? Thở không? Dạ. Thở. Trời ơi, sao vậy? Hỏi tên em nghe vô giọng vậy? Thở. 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 Kêu thơ mà như kêu cốt vậy á. Thơ là tiếng Việt chứ không có thơ. Không phải tiếng Anh. Thơ là không có thơ. 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 Kêu ao yếm không có chửi. Thơ. Kêu ao yếm. Thơ. Sao á. Nghe chờ chờ cái gì á. Thơ. Thơ. Thơ là con mẹ. Thơ. Mấy đứa yếu quá. Mấy đứa coi anh Lực, anh Kêu là Lực ở đây được. Kêu ai Trang đúng không? Trang đúng không? Trời ơi, vợ luôn là tôi thổi một cái một à. Jack. Jack. Thôi em thấy bà tắt rồi, bà lên lại nha. Bà mạnh đó, bà mạnh đó. Jack. 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 Trang, anh gọi tên em. Anh yếu rồi, anh yếu rồi. Lóng người vậy. Tôi một phát một đó. 2, 3. Chết. Thôi mày thôi dễ đâu. Phải tại vì bà đâu có đây đâu kêu chi. Đúng rồi. Kêu người có đây thôi. Kêu người có đây nè. Thơ đây thôi. Thơ thơ là thơ. Thơ. Thôi. À, thơ. Thưa quý vị, chúng ta vỗ tay. Và bây giờ là vòng thứ 2 của 7 nụ cười sướng. Bảy nụ cười
trò chơi ngay sau đây phải dùng kiến thức về ẩm thực. Yeah. Kiến thức về vị trí địa lý. Yeah. Kiến thức về công nghệ hiện đại. Wow. Thật ra thì những cái thứ đó đội tôi không có. Cái gì mà khiên giác chạy rồi là đội tôi nhanh dữ lắm. Đó, chạy khiên giác chạy có luôn. Nói chung đây là một trò chơi mà chúng ta tổng hợp tất cả những gì tinh túy nhất của loài người. Wow. Tinh túy nhất của loài người. Vậy nếu chúng ta thua chúng ta không phải loài người nha. Vậy thôi, tất cả đây là trò chơi chúng ta kết hợp với lại Nam Ngư. Nam Ngư. Ngày hôm nay chúng ta có Nam Ngư ba loại, đó là ớt tỏi Lý Sơn, ớt gừng Kỳ Sơn và me tươi Nam Bộ. Đây là những loại nước chấm của Nam Ngư đã pha sẵn, mình chỉ đổ ra và chấm thôi. Thì chúng ta sẽ có một trò chơi vô cùng đơn giản. Các bạn sẽ dùng cái điện thoại thông minh của mình, chúng ta dùng ứng dụng đặt đồ ăn và chúng ta đặt trực tiếp ngay tại đây luôn. Wow. Khoan đã, đặt rồi ai trả tiền? Ha. Cái anh giao đồ ăn, ảnh sẽ giao trước cổng của phim trường. Và nhiệm vụ của bạn Nam là chạy thật nhanh, hòa vội để chạy ra lấy và đem về đây dùng chén bát muỗng đũa của chúng tôi bày lên và nước chấm Nam Ngư, sau đó rung chuông. Đội nào hoàn thành trước thì 2 điểm, kế tiếp 1 điểm, hai đội còn lại o điểm. Dễ chưa, dễ chưa? 2 điểm thưởng đó kèm theo 1 triệu đồng. 1 điểm thưởng cho đội bị nhì kèm theo 500.000 đồng. 2 đội còn lại không có tiền và tự trả tiền luôn. Bây giờ chúng ta có 3 loại nước chấm như đã nói. Thì ở đây có 4 đội thì dĩ nhiên sẽ có 2 đội chung một loại nước chấm. Sẵn sàng chưa? Biết đặt không? Biết đặt không? Rồi, đội mình thắng nhiều nhất hồi nãy giờ đúng không? Đúng. Bóc trước. Đội 1 điểm này, bóc sau nè. Bóc sau, bóc đi. Rồi, 2 đội còn lại. Bóc luôn này, bóc đi. Này, món của đội Tiến Luật là nước chấm đó sẽ là nước mắm Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn. Đội của mình là em cũng vậy luôn. Hai đội này cùng một loại nước chấm. Sao đụng nhau hoài ha? Đội Buka. Dạ, nước mắm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn. Ớt gừng Kỳ Sơn, đội Buka. Chắc chắn mình là me tươi Nam Bộ đúng không ạ? Me tươi Nam Bộ. Nước mắm ớt tỏi chúng ta có thể đặt những món như sau, ví dụ như là gỏi cuốn nè, đúng chưa? Đúng. Bò bía nè. Đúng. Bì cuốn nè, hiểu chưa? Thịt heo luộc cuốn bánh tráng nè, đúng chưa? Hợp lý không? Đúng. Rồi còn cái mắm mà nước mắm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn nè. Dạ. Mình đặt tôm hách hay là ốc luộc chấm cũng ngon luôn. Ốc luộc. À, mực hấp gừng nè, vịt luộc nè, gà luộc. Gà luộc nè. Gà luộc. Ôi ơi, còn tôi nói cho nghe là cái me tươi Nam Bộ nhìn vậy chứ là hạnh phúc nha. Me tươi Nam Bộ nè, chấm cái gì nè? Khô cá khoai nè. Khô cá đuối nè. Khô cá đuối nè. Khô cá lóc nè. Cá kèo chiên giòn nè. Cá kèo chiên giòn nè. Cá kèo nướng nè. Cá kèo nướng nè. Cái gì gọi khô mực nè. Khô mực nè, cũng được nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Đặt đồ ăn. Một phần thôi, hai phần đi ha. Ừ. 5 cái. Nên nhớ, mỗi đội đặt một món. Ủa rồi, ta biết chỗ mình không? Mà đặt đâu ra đâu, ok vậy. Được không? Chuẩn bị rồi. Chắc nha. Một món thôi chứ đặt hai món vậy? Có tiền mà. Trời ơi. Không, không lên. Ủa? Hai món người ta làm nó lâu. À. Khờ. 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 Không, người ta cúng sẵn, người ta chỉ giao thôi. Chắc gì mà lúc người ta mình đặt người ta cúng sẵn, nhiều khi ta mới bớt hết, ta cúng lại từ đầu sao? Không, cái bà này em quen. Cái này quen mà, cho, đặt cho người yêu ăn nè. Bên bà mình đặt món gì vậy? Bà. Dạ. Em đặt món. Biết rồi, là món gì? Món khô đuối. Khô đuối. Căng thẳng quá vậy. Dạ anh ơi, anh giúp em nói quán làm siêu tóc giùm em nha. Cái gì em gửi thêm tip cho anh nha, cảm ơn anh nhiều. Ý là anh nói quán làm gấp mà em cần gấp lắm luôn á. Dạ đúng rồi, siêu tóc càng nhanh càng tốt, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Alo, shipper ơi, em có đọc tin nhắn của chị không vậy? Chị dạ nè, cố gắng giúp chị nha, nói sớm. Nó giao càng nhanh càng tốt nha. Anh đang làm mà không có đọc anh, đâu. Anh lấy hàng chạy gấp giùm em nha, chạy gấp giùm em, có gì em tiếp thêm cho anh cho. Tôi đặt tới 2 đơn lận. Tại vì phải tiền tôi á, đặt mạnh tay lắm. Bên này đặt
ba đơn mà vẫn chưa thấy đơn nào gọi điện. Trời ơi, tính ra là tụi em trung thực nhất, tụi em có một đơn thôi. Một đơn một thôi. Rồi, tài xế đang đi tới rồi. Nhắn tin lên là tài xế kêu anh cứu em. Cứu em với mày ơi. Con đang động viên ảnh nó cứu. Bây giờ chạy ra được chưa? Trời ơi, con ơi là con. Anh không biết cố để làm gì hết. Trời ơi, Lâm có giả nó chụp hình nó gửi qua luôn rồi. Không có, không có. Ai mà chơi kỳ cục vậy? Kìa tí rồi kìa. Kìa tí rồi kìa. Tới giờ, tới giờ. Anh chưa tới mà đi đâu vậy? Ra đi ra. Anh nhớ hỏi nha. Đi ra đi trước đi. Đi ra đợi trước đi. Không cần anh, không cần. Mình chừng lộn đơn nha. Không phải hả? Ok, đâu rồi? Ủa, cặp này có chơi không? Mấy bé rất còn nhỏ. Thôi tiếp 1 triệu. Thì ai biết đâu trong kia kêu chạy thì chạy thôi, có biết gì đâu. Bởi nhiều anh trai. Trời nhắc. Mới nổ đơn hối cái gì em bị chửi. Còn chưa chạy được tới quán. Cô mới nhắn lại, sorry anh, tại em đói quá. Có một xin, một xin. Cá đuối hả? Đây. Nhanh vậy? Ôi, đây. Trời ơi. Anh Huy. Tên gì anh? Cá đuối. Trời ơi. Anh Huy lên tới rồi kìa. Sao nhanh vậy? Sao anh nhanh vậy? Nhanh quá vậy? Steven ơi. Anh Huy, đúng không? Huy. Nhanh vậy? Đã tạ. Rồi đứng đây chờ cho vui, đi vô làm cái gì? Đứng đây chơi cho vui, đi vô làm cái gì? Tới rồi, tới rồi. Chơi. Tới rồi, nhanh lên. Rồi, để đâu? Chị đây. Lấy con gà ra. Lấy ra luôn. Không cần chế đâu, Ủa sao đây vậy, chị đâu rồi? Chui bên đi, số 1. Chui bên làm cái gì? Bình tĩnh. Bình tĩnh bây giờ mình đi số 1. Đây là có chiêu hết. Hai đứa chụp hình tự sướng, sao gửi cho các ông giao hàng luôn. Anh ơi, tụi em nè, giao dùm cái. Cái vấn đề là mình chọn quán gần phim trường nhất. Đúng rồi. Rồi rồi, bưng cái chén với đũa quên. Yeah, bây giờ bắt đầu là đơn tôi bắt đầu đi giao rồi. Em đặt đó. Chết rồi, tội nghiệp xin quá. Ủa, hình như luật chưa có ra đâu mọi người. Hello. Trời ơi, coi hai đội qua đến trước rồi. Không biết luôn á. Ủa là có lạc đường nhau không vậy ta? Sao đoạn đường ngắn mà đi xa vậy? Đi đâu tới đâu rồi ta, sao nó đổ quét đây rồi, kẹt xe. Nghe anh ơi. Nghe. Của em tới rồi. Chạy vô anh. Chạy vô giùm em. Anh nào giao gọi cuốn à? Gọi cuốn không anh? Anh Dũng đúng không? Anh Dũng đúng không? Rồi, gấp anh chạy. Ủa, lộn quẹt. Trời ơi, miếng ăn là miếng tồi tàn. Ghi xuất hiện. Xin, vô đây nè. Đây nè. Rồi, vậy nè. Biết hả? Anh Lộc đi vô rồi kìa. Anh Lộc tới rồi kìa. Nhanh lên kìa. Nhanh lên. Vô đi. Anh ơi, bài bên kia, lộn chỗ. Bài bên kia, đúng rồi. Ủa vậy hả? Bên kia anh ơi. Rồi, lên kia đi. Rồi, bộ cái này thôi. Ăn cái gì vậy? Ủa sao anh muốn đậu mắm
tôm với lại nước mắm. Đâu có đâu, tôi ăn bún đậu đi, tôi ăn nước mắm. Bún đậu đợi chiên đậu hũ hơi lâu. Như vậy bây giờ chúng tôi thông báo đội đầu tiên Nam Bộ. Anh đợi xíu, đang nhận hàng. Để vô phim trường. Để vô phim trường giùm em. Để phim trường có phim trường. Đặt hai đơn hả? Ba đơn là... Tôi đặt ba đơn. Như vậy là đội Tiến Luật đặt tới ba đơn để chi? Để mong ai tới trước. Cái ba chú nào tới trước mình cũng có một đơn. Ai ngờ ba chú đó đều tới trễ nhất luôn. Nè, đội Lâm Lý Dạ, món cá đuối chấm Nam Ngư, Me Tươi, Nam Bộ, thành công. Chú Thí Vinh và Lâm Lý Dạ xin được cảm ơn bạn shipper tên Lê Hằng Tuấn rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Thank you. Rồi, đội thứ hai là Vuka và Steven Nguyễn, đặt món là gà luộc chấm với lại Nam Ngư, ớt gừng, Kỳ Sơn, thành công. Đội thứ ba là Thúy Ngân, là bò bía gỏi cuốn. Bò bía gỏi cuốn chấm với lại Nam Ngư, ớt tỏi, Lý Sơn, thành công. Đội cuối cùng là đội Lan Ngọc và Tiến Luật, hàng tá đơn hàng. Và món đã về đó chính là bún tươi tàu hũ. Tàu hũ chấm Nam Ngư, ớt tỏi, Lý Sơn, không thành công. Không thành công. Ai mà đi đặt cái món này để mà chấm? Cũng không để đậu hũ không cũng được mà, đúng không anh? Ờ, không phải em còn đặt thêm cái này nữa nè anh. Dạ đúng, chiên hơi lâu. Mà cái vấn đề là cái món này người ta phải chiên xong. Chiên lâu quá. Nhắn cho cái ông ship là anh ơi lại lẹ giùm em. Ông nhắn lại, trời ơi đơn mới nổ mà lẹ gì má. Trời ơi nóng giòn luôn á. Trong cái Tiếng Luật nhắn lại, em xin lỗi anh. Em đói quá. Em đói quá, em xin lỗi. Như vậy là đội chiến thắng được phần thưởng 1 triệu đồng và mang về 2 điểm lượng, đó là Lâm Lý Dạ và Trương Thi Vinh. Cố gắng lắm rồi. Đội thứ hai 500.000 đồng và 1 điểm lượng là Steven Nguyễn và Vuka. Đúng nhanh luôn á. Lỗ rồi, lỗ. Hai đội còn lại được những tràng pháo tay của quý vị khán giả. Ủa? Đội cuối cùng là Tiến Luật và Ninh Dư Lan Ngọc. Đủ đơn chưa? Ba đơn. Còn hai đơn thôi, ba đặt bốn đơn rồi. Cái gì? Ba đặt bốn đơn. Còn hai đơn nữa. Còn hai đơn nữa. Thiệt hả? Bà Phi cách ở đây có 200m mà nãy giờ làm chưa xong. Ủa? Bà Phi nè. Bà Phi thêm nữa. Bà Phi gọi cuốn luôn. Bà làm gọi cuốn chứ, bà đang cuốn á. Đội cuối cùng là Ninh Dư Lan Ngọc và Tiến Luật nhận được những lời chê bai của Ben Tipper. Mời dùng bữa. Yeah, rồi mời cả nhà ăn gỏi cuốn nha. Không, nhưng mà cảm ơn tụi em nha. Gà này chấm mắm gừng này ngon. Tỏi tỏi nghe anh ơi. Ơi, còn cái mắm me này chua chua ngọt ngọt tuyệt vời. Tỏi sao Ngọc? Tỏi ngon quá. Thơm lừng, thơm lừng. Hỏi tâm thơm lừng. Ngon nha. Ngon mắm me ngon. Mắm gừng ngon. Cái này mắm gì vậy? Mắm tỏi Lý Sơn. Ớt tỏi Lý Sơn là của mình á. Ngon quá. Không ăn không được. Tỏi Lý Sơn thơm lừng. Ê chị, mốt mình muốn ăn mấy cái nước chấm thì mình đâu. Tỏi pha luôn á. Đúng rồi, đúng bẩn luôn rồi. Ngon thiệt nha, đỡ bị pha. Cái này là gì? Ngon. Ngon, đúng bài nha. Ăn cái gà luôn. Ủa cái này gì bỏ ra con? Cũng gà luôn. Có hai hộp à. Tỏi này ngon lắm. Thôi để vô trong kia bỏ. Cun 100% sữa tươi ngon ơi là ngon mẹ ơi. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với 7 nụ cười. À, đã đến gần cuối chương trình rồi thì ban tổ chức quyết định tách rời các bạn ra. Tách rời các bạn ra. Hả? Yeah. Ôi trời ơi, em mơ ước cái điều này từ rất lâu rồi. Từ rất lâu rồi. Và chúng ta sẽ không chơi đội nữa mà là chơi cá nhân. Cá nhân. Cá nhân. Wow. Cá nhân. Solo.
bất kỳ ai cũng có thể chọn đối thủ cho mình nếu người ta đồng ý. Bây giờ chúng ta có luật chơi như sau. Quả bóng bàn ở đây, chúng ta sẽ chọn hình phạt cùng với đối thủ của mình. Sau đó chúng ta sẽ thảy bóng. Mỗi thành viên sẽ có 3 lần thảy bóng. Con số này chính là con số điểm sau 3 lần mình cộng lại, ai nhiều hơn thắng. Ok. Và quy định của chương trình đã gọi là cộng điểm mà còn ghi thêm không điểm làm chi không biết. Chúng ta sẽ có một lần bóng được chạm vào mặt bàn mà thôi. Ví dụ hai lần bạn là không tin rồi. Đứng đầu bàn và chúng ta có quyền chồm tới đó. Trong đó có một ô đổi điểm là đổi với đối thủ hả anh? Đúng vậy, đổi điểm là đổi cho đối thủ. Cái này đau lắm nha, nguy hiểm nha. Đổi điểm nguy hiểm nha. Cái đổi điểm là đau đớn cuộc đời lắm. Ai mà chơi thua điểm chỉ cần nhắm vô đổi điểm cái là ngon. Bốn góc này là ngon nè. Mời chọn đối thủ. Em chọn Gin. Em chọn Gin. Em chọn Gin. Tại vì Gin nó ban đầu gây dây cho em một cái đau thương, đến bây giờ là giọng em khàn luôn. Ok, em chấp nhận lời thách đấu của chị. Mời chọn. Mời chọn. Ủa đâu chọn thôi chứ đâu có chơi trước đâu. Chơi đầu tiên luôn. Ủa cho bỏ tật chọn trước. Chọn. Hay quá trời á. Anh mới hỏi ai chọn cặp. Ai chọn đầu tiên, chơi đầu tiên. Ai cứ lanh miệng. Rồi bây giờ đi. Chọn sao ạ? Bột đi. Bột ha. Bao nhiêu đập? Bao nhiêu đập? Ba đập. Ba đập. Em sẽ cho chị một đập thôi là đủ. Vậy là nếu thắng là Gin đập một đập, nhưng mà nếu thua là Gin bị ba đập. Đồng ý cái thỏa thuận chưa? Dạ đồng ý. Chị không nhớ cái cú mà tám từ ơi đúng rồi, chị có nhớ năm ngoái rồi. Ôi năm ngoái có mấy con gấu mà bữa đầu chị ốc ốc rồi nhớ từ trên thôi. Nó quá trời tội nghiệp. Em mà yên tâm đi, em không thua. Em không thua. Trời ơi chị ơi. Ủa giờ chị long não tới bây giờ luôn. Mà tới bây giờ chị vẫn chọn người ta. Tại vì cái thù lúc đầu á, ghen tới giờ á. Mỗi người dạy cho công bằng. Rồi, hồi ra gì? Một. Khoan. Để cho nó có cái sự mà nguy hiểm. Mọi người xỉm xong rồi, xong giấu rồi ra. Đúng rồi. Không phải, nếu vậy thì quay lưng lại vậy nè. Quay lưng lại. Rồi. Rồi đếm đi. 1 2 3. 2 3. 2 3. Thắng rồi Nhã ơi. Có 3 lượt thôi. Bây giờ nè, mình muốn chơi từng người từng lượt hay là 3 người một 3 lượt một người từng luôn? Từng người từng lượt mới rồi, hấp dẫn. Để cầm hấp dẫn nha. Rồi. Ok, mỗi người trả trước đúng không? Yes. Đúng. Một nhịp. Rồi, đi bụi, đi. Đi bụi. Tôi ghi 3 đập quá. Đi bụi. Quá mạnh quá. Nữa. Hai chị em mình giống như chơi hội chợ vậy. Yeah. Không điểm, không điểm. Tự hào cái gì mà em ơi. Không điểm luôn. Hai điểm. Ai điểm đẩy, đẩy với em vậy nè. Đẩy mới được 2 điểm. Rồi, mấy lượt rồi? 2 lượt. Cuối cùng không? Lượt cùng. Em 10 điểm là ngon. Nè, 10 nè. Bên này đi. Tham là thăm nè. Tham thì thăm đó. Ủa đâu cần chơi nữa. Đâu còn phải chơi. Đâu cần phải chơi nữa. Đâu phải thảy chứ, lỡ thảy vô đổi điểm rồi sao. Đúng rồi. Chị quăng ra ngoài. Ôi quăng ra ngoài là hèn. Ủa tôi hết hèn. Ba đập. Rồi bây giờ em cho anh bình lỗ tay nha. Rồi nếu mình lỗ tay thì tôi đập từ trên này đập xuống. Em muốn đập từng cái hay là đập một lút luôn? Thôi cho chị đập vô trong lỗ tay đi. Sao ạ? Đập lên trên khó gọi đầu. Nhưng mà rồi rồi chị đập đi. Đập ngang á, đừng trời đập ơi, chết. Trời ơi, tự nhiên làm dễ thương chứ chị dạ. Mặt chị sao nổ đập trời. Sao nổ đập trời trời. Dễ thương nè. Chị ngại quá à. Dễ thương nè. Dễ thương nè. Hết, hết chân dễ thương rồi.
Mà mặt xấu rồi là mặt xấu rồi. Bên này chưa có mà bên này thiếu. Thiếu thì gì, cái tiền gì, cái tiền gì cho. Dễ được rồi. Sao nó đầy họng em ơi. Chưa kịp tỉnh kìa. Chưa kịp tỉnh hả? Vậy luôn, có luôn. À, bên chính giữa rồi, bên này rồi. Không thể nào thiếu. Ở bên này được. Ở bên này được. Sao Buka vui dữ vậy? Chắc là có uẩn khúc gì đó. Tại vì nếu bây giờ con buồn á thì lên hình mất công khán giả nói nữa. Cho nên con phải vui á. Vui á. Ủa? Không, thấy em vui từ trong tâm can em á. Có chị. Thấy chùi mắt chưa? Sao môi anh tái mét. Lúc đầu là không có dính vô mắt đâu. Nhờ chùi bây giờ mới ra ngoài. Cặp tiếp theo ai chọn ai? Em xin được chọn... Buka, Buka. Biết ngay bạn cho chọn tôi. Ủa chứ còn hai anh mà. Quán tôi gì? Mình là chơi nhân nhượng với nhau thôi. Ừ, nhân nhượng thôi. Bắt, bắt. Thắng rồi. Quyết định. Rồi, con chơi trước. Bu chọn cái này. Đúng. Cái này lên mặt. Mấy quẹt? Ờ, năm quẹt, năm quẹt. Năm quẹt. Wow. Là hai người cùng quẹt. Năm quẹt, năm quẹt. Nhẹ thôi. Vô rồi. Vô rồi. Ghê vậy. Một điểm. Một điểm, điểm. Thôi thì sao? Đấy. 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 Con gà vô dầu. Gà vô. Ủa? Gà. Xin tới, xin tới, xin tới, xin tới. Bù. Wow. Ôi ơi 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 ơi. Chúng tôi vô 2 điểm. Ném vô 2 rồi. Ra chiến đâu. Một điểm. Quê, quê, quê. Cháu quyết định nè, cháu quyết định nè. Chắc hẳn rồi. Bây giờ lượt cuối đúng không? Tham, đừng có tham, ra ngoài liền. Ba mấy ba điểm, ba điểm, ba điểm, ba điểm, ba điểm. Wow. Dễ nha. Năm nè, mười nè, mười nè. Đổi điểm vô, đổi điểm. Ghê yeah, lời. Hay ghê lời. Trời nè, năm nè, mười nè. Không mấy cái gương hả? Cái gương trước mắt nè. Cái gương trước mắt nè. Không phải, sao nó đứng đường chỗ hay vậy ta? Đấy vậy mà. Là ăn rồi. Ba điểm. Vậy là ba điểm là ngoài rồi. Nhưng mà rồi, năm quẹt. Thôi rồi. Đây 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 đây, để anh cầm cho. Trời ơi anh. Ủa sao anh này anh nhiệt tình quá vậy? Đây đây đây. Cái này là mình để mình dưỡng da mặt luôn. Đúng không? Rồi, đúng. Không, cái than tre này đánh răng tốt lắm. Hả? Dễ dàng mình dưỡng răng. Thôi răng mình ok rồi. Năm quẹt. Năm quẹt đúng không? Mời hòa sĩ Buka. Năm quẹt chứ vậy. Nè nè nè. Một quẹt tính là khi dứt dứt cái bút thì tính là một quẹt nha. Trời ơi thằng chồng. Là mình sẽ chồng giúp vợ hại đời. Em thấy cái mặt Thiên Hưng á, thiệt luôn. Thiệt vậy luôn. Lớp mặt nạ đẹp lắm. Ông thích hỏi mọi người coi đẹp không? Đẹp, đẹp. Giống như giờ mấy con mắt này thiếu con mắt luôn. Không tin Bu làm vậy luôn. Cái này là đắp than tre mà. Thiệt luôn. Ai biểu hồi nãy. Hồi nãy bà chọn tôi mà. Hồi lại hai người cùng. Đúng là chị em tư thông. Năm quẹt. Được đồng thanh đó. Rồi, vậy thì quẹt thứ hai. Một quẹt. Quẹt thứ ba. Em cứ tưởng là em chọn Bu là nhẹ nhàng. Không. Thôi em ơi, nếu em thắng tay cũng vậy. Hay là lột một đầu đen ha. Bốn quẹt. Quẹt thứ năm cho một lần ngay mặt nữa. Tôi màu luôn. Rồi, tuyệt vời. Ok. Năm quẹt. Cặp tiếp theo. Em và anh Luật. Xin mời anh có chấp nhận không ạ? Trời ơi. Chọn cái gì? Tôi chưa bao giờ từ chối. Ê, cái mặt anh Luật mà vẽ bộ khăn che mới đã tay á. Đúng vậy. Mấy quẹt. Quẹt như thế nào cho mặt anh nó full là được. Mặt anh nó full là được. Nói gì, nói giùm đi mấy quẹt. Nghe đi. Con số chính xác. Mời đi.
10. 10 luôn ơi. Đồng ý không? 10 thì cùng 10. Em thấy anh Luật hơi rén. Quánh tô xì. Tôi nói thiệt, tôi không có sợ bột than tre, tôi sợ tôi thua thôi. Tôi không có sợ bột than tre, tôi sợ tôi thua thôi. 1, 2 Chết rồi. 10 cho tôi, chát vô, 10. 10 là rớt ở ngoài nữa đó. 10. Ê dạy. Ê dạy. Không điểm. Không điểm, không điểm. 3 điểm. Trời ơi. Cái bảng lên đây nè, cái bảng lên đây nè. 3. Quay, 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 quay. Đúng rồi. 10, 10, 10. 10 đi, 10 đi anh. Trời. Chết rồi, chết rồi. O điểm. O điểm à. Quả cuối cùng. Hai tay này. 3 điểm. 5 điểm nha Ngọc ơi. Cố lên. Rồi. 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 Chết rồi. Mười. Mấy quẹt, mấy quẹt, mười quẹt. Mười quẹt. Đây. Nãy nó thấy năm quẹt cũng nhiều lắm rồi, nghe mười quẹt sao nó quá trời. Hôm nay là ngày chị Ngọc nhận nghiệp của mình sau bao nhiêu năm của hãng quà. Đất hiên ngang. Một quẹt. Trời ơi, còn tới chín quẹt. Chín quẹt. Chín quẹt lận. Chín quẹt lận. Chỗ đâu mà quẹt cái đủ. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại nha. Trời ơi. Trời ơi. Chị à, rốt cuộc thì hai chúng ta cũng thua ông chú này thôi. Ô, người cũ và người mới. Tôi làm cho lẹ nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Đây là nghiệp báo. Ô bữa này. À cảm ơn gần gần cái chị. Bảy. Tám. Ok. Chín. Thôi ơi, còn chỗ nào không? 10. Đắp mặt nạ luôn. 10. Rốt cuộc thì mặt người cũ ok hơn mặt người mới nha. Rốt cuộc thì tôi vẫn thôi nữa. Bây giờ là cặp tiếp theo. Ghê quá. Bây giờ vậy, anh đề nghị là chơi màu đen vô trong răng á, màu trắng trên mặt. Chơi không? Là một quẹt màu đen, một vô kính răng rồi một cái ập vô mặt màu trắng. Rồi, vô. Vậy là chơi vậy phải không? Chốt vậy phải không anh? Rồi, ai chơi trước? Ai trước? Vô. 1 2 3. À anh thua trước. À gọi là hắc bạch vô thường luôn đó. Là sao? Vừa than tre vừa màu trắng. Ba điểm rồi kìa. Hey, cố lên em trai. 3 điểm. Đúng vị trí luôn. 5 điểm. O điểm. Không điểm. Đổi điểm. Tôi lấy còn sao? Sao em đang dẫn 3 mà. Người ta vô 10 cái là người ta dẫn lại 7. Ờ, dẫn vô 5 rồi cũng dẫn rồi. Ôi, hay quá em ơi. Em đừng có tham mười. Tham. Tham là thơm luôn đó. Chưa đổi điểm nha anh Vinh. 5 với 3 là 8. Lắm rồi. Bây giờ mình có một vị trí duy nhất. Là 10. Không, đổi lắm. Điểm thôi anh. Đổi điểm khó lắm. Hai vị trí. Đổi điểm thôi anh ơi, đổi điểm. Đổi điểm đi.
4 Nói đẹp 4 Ghê hả? Nói đẹp. Sao ạ? Anh sao ạ? Trời, đúng anh rồi. Làm gì thì làm, tôi cũng muốn thấy anh phải tẹt tôi. Đúng rồi. Hôm nay em muốn đòi chủ nhà phải thua xác vậy. Cho mượn. Đúng vậy. Kính răng và một ụp vô mặt. Trời ơi. Ok anh. Sao mà chơi lớn quá vậy trời. Kính răng và một ụp vô mặt nữa. Ok chưa? Chơi lớn chưa? Anh phải đặt bài. Nhẹ răng ra. Vô đi. Vô nha. Em không muốn nhưng mà anh này tại anh cá. Kính răng nè. Nè thì kính răng. Xúc miệng cho anh Vinh luôn đi. Chạy răng cho anh Vinh luôn đi anh. Được, bà này tinh răng ra tốt mà. Rồi ok. Chưa kính à. Yeah. Ok. Em thấy vậy được rồi. Đẹp trời rồi ơi. Rồi vô. Một. Ôi ơi, sorry. Nhẹ răng ra nha. Trời, hát mạch vô thương. Hát mạch vô thương tới rồi. Đây. Đây chính là hát mạch vô thương. Wow. Hay ha, hay ha. Ê, tính ra cái combo này ok á. Xui. Thách đấu. Thủy Ngân tha thiết chơi tiếng lượt. À, vô đây. Wow, đúng kèo. Nhưng mà phải lén nha, phải cố lên nha không. Đúng rồi. Đừng có để giúp chị Ngọc nha. Chọn cái gì? Em chọn đi, cho em chọn. Em chọn thang tre. Rồi. Em chọn thang tre. Bao nhiêu quẹt? Hay là nguyên dĩa? Kính răng. Kính đầu. Kính đầu. Ác quá. Kính tráng. Kính tráng. Rồi. Anh cho em cơ hội là anh chỉ chọn một. Hai vỗ vào mặt em thôi. Hai vỗ mạnh lắm á. Không, anh vỗ nhẹ. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi, bánh sushi. Một, hai. Rồi, chơi chưa? Cười gì cái thằng thất bại. Hồi nãy anh cũng chơi trước mà anh thắng á. 10 điểm đi, tin tôi đi. Có kinh nghiệm rồi anh ơi. Trời ơi. Không điểm. Rồi. Căng thẳng quá anh ơi. Ôi điểm. Không sao. Trời ơi, cưng ơi. Trời ơi, không điểm. Bây giờ nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đâu? Không, phải chơi lên, hai chơi lên là thắng. Có điểm là thắng. Năm nhẹo. Wow. Đúng là trời cao có mắt. Sửa soạn hết rồi. Ngân ơi, em chỉ cần làm thêm cái việc vậy thôi. Hãy lau khô cái trắng lực để nó giàu. Đầu tiên mình muốn tô được toàn bộ diện tích đó thì mình phải vào những kẻ hở chứ. Ê, đồ sao cho anh rượt thì mấy ngố á. Thì cũng có người trả thù cho tôi. 40 mấy tuổi đời rồi. Sắp làm xui rồi, đi chơi với đứa nít rồi, giờ nó dễ lên đầu mình cổ. Cái đầu quá là thờ cha thờ mẹ. Mà bây giờ để bôi nước chát gì đó. Rồi mấy đứa em bên kia nó cười vô mặt nữa kìa. Dẹp mấy ngón trước đi.
Ơi, có một em thấy giờ khúc này nhìn anh giống che em anh giống che em không giống che em đi che luôn á. Em ăn cái máy nó lộ quá, tóc em không phải đều kính trắng chưa, còn hai cái mép hai bên nè. Sao em nói gì hai cái mép nghe ghê vậy? Ê, cái này là xuống đây là mà chán nào, hồi nào mà chán dữ vậy? Không, cái bát đó, cái bát này giống Batman luôn. Tự nhiên tiếng luật có mấy người giống Batman rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc buổi tối ngày hôm nay rất là vui. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ thay đồ để chúng ta đến với cái phần kịch. Đây là một cái kịch mà chúng tôi xuyên suốt mùa này là có một cái vị dưỡng lão nhỏ mang tên là Hạnh Phúc. Ra chưa? Ra rồi. Trời ơi, theo cái gì tôi, mà... hãy đi theo tôi nào. À, đi tôi dấp té rồi dập mặt rồi hả, bắt đền đó nha. Quần áo phải chỉnh chu vào. Sao, à, cái gì? Hãy theo tôi. Ngồi xuống. Rồi, bà cho ổng đem cái gấu trúc chị gút vậy. Vậy nó mới bất ngờ. Nhìn giống trong phim quá ha. Tôi mở ra được chưa? Từ từ. Rồi, hãy mở ra nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gì hả? Happy birthday, happy birthday. Sinh nhật tôi. Happy birthday to you. Sinh nhật còn chưa tới mà. Thổi đi. Thổi gì? Thổi nấc. Cầu nguyện đã rồi mới thổi. Mà làm sinh nhật cho tôi á thì phải làm cho nó ngó cho được. Thì từ từ cầu nguyện rồi thổi đi để nó tàn đèn cày. Uổng cái bánh nhanh lên. Có cái bánh không mà sinh nhật mà làm phải có này có kia. Ngày xưa tôi mà còn ở bên Úc á nha, sinh nhật tôi mà là đãi ngay cái nhà hàng kế, cái chỗ mà nhà hát con sò đó. Tôi nói tiệc là 20 bàn, mà bàn nào bàn lấy nó VIP. Rượu là rượu xịn. Nhà hàng, con này gì những lão. Có người tổ chức sinh nhật cho là may rồi. Khó khăn lắm mới đem được cái bánh vô đây đó. Sinh nhật gì thiệt á, thà không làm, làm kiểu này. Dẹp đi. Đấy. Bây giờ cũng có một người phụ nữ dắt vô, rồi có người đàn ông đốt đèn cày cho ông thổi, ông đậu gì nữa. Ông... Thiệt á, đã trong đây không có ai trơn trọi, có ba đứa mình thôi. Tụi tôi nhớ tới ngày sinh nhật của ông, rồi tổ chức sinh nhật cho ông bất ngờ để tạo thêm niềm vui. Trời ơi, không biết ơn không thương thôi mà còn trách móc hờn mát là sao? Thì ông nói có... ông ở bên Úc là cái nhà hát con sò vậy đây. Anh chị không có hiểu tính tôi, làm cái gì nó ra cái đó. Không làm thì thôi, làm tiệc sinh nhật là phải là hoành tráng, mà mình phải gây chú ý nhất cái chỗ này. Tôi mặt mũi tôi mà để làm cái bánh nhỏ xíu rồi bắt thổi lên này. Rồi bây giờ có sinh nhật không? Nhật thì bây giờ có cái gì nữa không? Chứ giờ vậy thì sinh nhật rồi thổi xong rồi ăn bánh nữa. Chứ trong đây nó có cho đem gì vô? Hôm bữa nhậu thôi mà là đã duyệt bản kiểm điểm rồi. Nhưng mà hôm nay nếu mà sinh nhật là phải nhậu, không biết rượu. Hồi đó ông Phương á, còn làm á, thì còn dễ. Chứ bây giờ là con Jessica, ông nghĩ nó đem được miếng rượu rồi vô đây mà ông đòi. Thì nhờ thằng Đông cho nó tiền là đem được hết, có gì đâu. Đã vô tới đây lo tịnh dưỡng. Thiệt sao? Sống cho nó đàng hoàng lại. Ta nói cho anh trẻ không chơi già mất nết là ông á. Nè tôi chơi dữ nha, tôi chơi khắp châu Âu chơi qua vậy đó. Là ông là thuộc cái dạng trẻ vẫn chơi mà già vẫn còn mất nết. Bả cụm tuổi mà từ sáng giờ mới làm bánh kem không nói được một tiếng cảm ơn. Chê lên chê xuống.
Bởi vì già mà còn đòi chơi. Chơi cái gì, tôi nói không làm sinh nhật kỳ thôi. Rồi thôi dẹp luôn, hỏi ăn Mỹ ăn. Tốn tiền mua cái bánh. Làm thì phải làm cho nó đàng hoàng. Khỏi luôn, không làm gì trơn á, đừng có mơ mà có ngày mà tụi tôi làm sinh nhật cho ông lần nữa. Không làm thì thôi. Trả luôn cái bịch mắt này, còn quẹt nữa đây. Làm cho nó có đàng hoàng chứ. Mình đàn ông mình ăn bánh ngọt làm gì đúng không? Mình đàn ông mình phải có rượu, có gà, nhắm. Ông làm sinh nhật tôi mà ông. Đông ơi Đông, Đông. Happy birthday to you. Mày vô đây nè, vô tôi nói cho nghe. Hả? Sao chú? Chuẩn bị hết bánh. Rồi. Rồi bà làm, bà cứ cầm bà mua đồ rồi bà làm mà xong mà ra hết. Cha nói sao bánh kem nhỏ vậy ta, tại sao cho chú sinh nhật vậy. Bà giận đem bánh cho bà dục vô toilet. Mấy người không làm thì thôi, sinh nhật thì không làm thì thôi, làm thì phải làm cho lớn. Bỏ cái thói đó đi. Đây không phải là nhà hàng nhà mình, đây là viện dưỡng lão, không phải như hồi xưa nữa. Bây giờ mình ở đây phải là quen với cuộc sống bây giờ đi ông ơi. Giờ mình ở đây là nhà của mình có tiền mà mình phải là tổ chức chứ. Tiền nó không bao giờ là quyết định tất cả hết trơn. Con nói chú nghe nè, cũng khó khăn lắm mà cô Thu mới làm được bánh kem. Rồi cũng khó khăn lắm mà mình là người một nhà mà. Cô không có biết đâu, ngày xưa chú đó nha, chú đi tới sinh nhật là phải một chiếc xe lớn nó chở bạn bè chú tới. Yên tâm lên đi. Du thuyền chơi. Một hai năm là có cái xe lớn lắm, nó chở ông đi. Ôi, trời ẻo. Bây giờ mình ở đây, đây là nhà của mình, con giống như là con cháu của chú vậy. Tổ chức sinh nhật phải làm cho nó đàng hoàng. Thật ra thì con nói chú nghe, cái người mà tổ chức sinh nhật cho chú là cô Thu. Cô Thu nhớ ngày sinh nhật của chú, cô Thu mới nói với con là thôi Đông ơi, con kiếm bánh kem nhỏ nhỏ cũng được, làm gọn gọn cho chú vui. Mà giờ chú nói vậy, con nói thiệt với chú, con biết là quá khứ của chú cũng lẫy lừng lắm, cũng là du thuyền, du ơ, đồ này nọ. Nhưng mà bây giờ á, thật ra người ta nói là thức thời mới là trang tuấn kiệt chú à. Chú đã ở trong này rồi. Nè, đừng nói vậy nha. Chẳng qua ở ngoài á là chú có công chuyện, chú mới vô đây để cho như là nó lướt qua thôi. Thì còn chú bây giờ chú ra ngoài với bạn bè chú hú một cái xe tới đưa đón đi. Thôi. Bây giờ chú hú cũng có xe hú đưa chú đi được vậy. Nói như này là nước đổ lá khoai mà. Đừng nói Đông ơi. Thôi chú ơi, hãy vui với hiện tại. Mình mà sống với quá khứ hoài á, mình sẽ trở nên yếu đuối. Hãy sống với hiện tại và nghĩ về tương lai. Con chào chú. Suốt ngày cho tiền nó lì xì đó, bây giờ nó vô nó dạy đời nó nói tôi vậy. Tôi nói cho ông nghe nè, ở đây ai cũng có một cái nỗi niềm hết trơn. Không ai mà gia đình hạnh phúc mà vô viện dưỡng lão hết trơn. Đây là năm sau, đâu phải ai muốn vô đây là vô. Ông biết là mình bỏ bao nhiêu tiền mới được vô đây ngồi mà mình phải ông được. Ông có tiền nhưng mà ông thiếu thốn tình cảm. Ông mới vô đây. Tôi không có thiếu thốn tình cảm. Tôi bạn bè tôi nhiều, tôi có cảm gì. Tôi nói ai một câu nè, chân tình nè. Chưa biết là ngày mai tới trước hay là kiếp sau tới trước đâu. Nếu mà ngủ dậy vẫn còn tỉnh, mặt trời lên, đó chính là ngày mai tới trước. Còn lát bước vô phòng làm cái đùng, đó là kiếp sau tới trước. Thà vậy, thà chết cho rồi. Ở mà sống mà nó sinh nhật đã vậy tôi không cần. Thôi, bớt lại. Đừng có chướng vậy. Mình nghĩ cho mình rồi bà Thu sao? Thu bà tổn thương. Ông cũng đã từng bị tổn thương, ông mới vô đây. Rồi đi làm tổn thương một người khác, và người ta bị tổn thương người ta mới vô đây. Tôi mệt cái bà già đó, mệt quá. Bà suốt ngày chửi người khác á. Cái đó. Miệng bà là to nhất cái chỗ này á. Nhưng mà cái tâm bà không có xấu. Nhìn bản thân mình khóc, nhìn xung quanh với chứ. Sống ích kỷ quá. Có một cái câu rất là hay. Mình sống trên đời chỉ để tìm gì? Tìm người đi đám ma cho mình thôi. Đúng không? Thì giờ tôi chết cũng nhiều người đi đám ma mà. Thì có phải em sống từng ngày để thêm người đi đám ma không? Thôi, tự nhiên hôm nay sinh nhật tôi mà ông nói gì toàn người ông trong tôi chết hay gì vậy? Đám ma gì vậy này? Ông không có quý tôi gì hết trơn. Tôi không quý tôi ngồi đi, mọi người đi hết một mình tôi ngồi đây tôi không quý ông hả? Ông quý tôi còn làm sinh nhật vậy, ông biết tính tôi mà ông phải đãi sinh nhật cho tôi nở mày nở mặt chứ chơi làm gì? Tiền đâu đãi? Tiền tôi đưa. Tự nhiên lấy tiền cho ông đãi sinh nhật cho ông. Chơi cái này luôn. Nữa, nói nãy giờ cũng chưa sáng cái đầu ra. Chắc tôi sáng cái dép cho ông, cái đầu ông sáng ra quá. Tôi tin người. Thôi để tôi kêu bà ra, nói nhỏ nhẹ với bà, thấy không? Tôi kêu bảo vệ vô. Đó rồi, nói tôi cũng có đặt con tiết mớ đồ ăn mà. Có không? Có đồ ăn mà bị cấm. Rồi có cái tí. Để tôi. Bà Thu ơi. Thu ơi. Kêu cái gì? Ra đây. Tôi giận rồi. Đây. Đông, vô.
Dâu gì? Để vô bánh đây. Bánh kem đâu? Bánh kem gì nữa tôi dùng rồi. Thôi mà, thôi đem đi. Vô đây. Yên tâm đi, vô đây. Chú thích ăn chơi đúng không? À. Đây, hôm nay con có cái gì đó cho chú ăn chơi đây. À, có gì đâu. Con chúc đây. Chú Hạ sinh nhật vui vẻ nha. Đây. Quà sinh nhật của chú Hạ. Quà sinh không? Nhật hả? Đây. Tổn thương, người tổn thương làm tổn thương người. Trời, tôi đâu có ở không mà tổn thương. Thôi mà, ngồi xuống đi. Tôi thương ai mà phải tổn thương. Ngộ đời. Chú khu quà đi. Sao nay tự nhiên mặc đồ cũng cỡn quá vậy? Ôi, nhà mặc cỡn quá. Bởi thiệt khó thiệt chứ. Trong đây nè, có cái món quà đặc biệt lắm chú coi đi. Từ từ. Thấy chưa? Trời ơi. Trời ơi, đừng có uống rượu, đã xảy ra một lần rồi. Viết bản kiểm điểm. Chỉ có là cô Thu đừng uống thôi. Còn mấy chú cháu mình chơi bữa đi. Thôi có gì đâu. Con ơi, trời đi, Jessica đã nghỉ phép rồi. Hả? Thông tin quan trọng, Lệ Du đã nghỉ phép. Chừng nào nó nghỉ luôn. Bà sao vậy, công chuyện người ta ai cũng có miếng cơm mình á. Mà cái trong nó nghỉ luôn. Cái loa của chú đâu rồi? Cái loa của chú hả? Để ở ngoài chốt, để con đem vô. Ok. Để con ra. Đông ơi. Anh Đông. Đây là quẹt đâu đây kia. Hồng quẹt để chi? Đốt cái đèn cầy lên. Để thổi lại đèn cầy. Hồng quẹt tôi để trống để tôi vô lấy. Đây còn có cái này nữa nè. Đó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hôm nay là chú Hạ cần gì? Là chú yêu cầu con đem vô. Chú có khô mực nữa. Có hộp vịt lộn nữa. Nhưng mà con đợi. Nhưng mà chú Hạ yêu cầu một món khác. Gì vậy? Em có thể giúp cho chú Hạ vui bằng một bài hát. Bằng một bài hát. Dạ được, con sẽ góp vô bằng một bài hát. Chú Hạ muốn nghe bài gì? Từ để tôi phát biểu cái suy nghĩ của tôi rồi chứ hả. Cầm lên. À, nói cho đàng hoàng nha, tử tế vô. Thật sự mà nói vậy, trong lòng tôi á rất là biết ơn một người. Tôi biết cái người này á nha, bình thường á thì khó chịu. Nhưng mà khó chịu với ai á, với tôi thì lúc nào cũng tình cảm, lo lắng đủ thứ. Mà tôi nói thiệt luôn là người thấu hiểu tôi. Mà cũng có cái người này nói tôi nghe cảm ơn ông bạn già. Bước lên, ông bước lúc lên. Nào á, bước lên. Cũng lo cho tôi. Ủa là sao? Hả? Nãy giờ tôi nói gì không? Ủa? Mày kéo tôi lên đây chi? Ủa, tưởng đây mới là hoa hậu chứ. Hóa ra hoa hậu là đây à? Hoa hậu gì? Do lớp. Nà. Chú đang nắm tâm sự là cái người mà hiểu chú nhất, lo cho chú mà gọi là đầy đủ về tinh thần nhất là ông bạn của chú. À, bây giờ tuổi này giờ chỉ có tình bạn thôi. Thôi ai cũng vậy. Thôi đừng có buồn nữa, qua đây. Không sao đâu, giờ mình ăn. Con chúc xin lỗi sinh nhật ăn bánh. Dạ. Đáng lẽ tôi không quê đâu. Thằng này nó dặm cho tôi lên ghế tôi mới quê đó. Xin lỗi cô. Cô tưởng cô là hoa hậu nhưng không phải. Là người ta đã đang nói về một tình bạn. Cô không phải là gu của chú Hạ. Ôi bà đây. Thôi đi vô nhậu với tôi, bà với tôi mà làm cái gì đâu mà. Cái bánh nha. Cái này ăn vô tiểu đường chết. Tiểu đường chết mình biết là chết. Lâu mới có một cái thôi, nó nghỉ phép cái rồi. Sao đâu. Jessica đã nghỉ phép. Con nói thiệt với chú nghe nha, người đó là chướng cười khủng khiếp. Con bé nó dễ thương mà con. Hồi xưa nguyên một lớp con ghét luôn chứ không phải mình con nữa. Ủa nhưng mà bây giờ làm chung với nhau rồi. Trời ơi, làm chung. Làm khó làm dễ con hoài không? Mà nè, đừng binh như vậy. Làm khó làm dễ con hoài. Con nói thiệt á, con ngày xưa đó nha, mỗi lần mà con gặp cổ là khó một. Má của cổ khó mấy mười. Bà Thu á, bà... Nói. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Chúng ta đang quay trở lại với 7 nụ cười show.
ngày hôm nay thưa quý vị, hai đội thắng là đội của Tiến Luật, Ninh Duy Lan Ngọc, Lam Vĩ Dạ. Thấy đội tôi nhìn có giống thắng không? Chưa Thiên Bình. Hôm nay là trong một trò chơi nhỏ thôi. Hãy chọn một món quà. Ủa, món quà? Đội của mình sẽ chọn trong bốn màu này một màu thôi. Quà của từng đội. Trời ơi, không ai dám lấy cái thùng lớn á thì. Nặng lắm. Màu tím. Rồi, để xuống. Chúng ta từ từ hãy khui ha. Bây giờ là hình phạt. Đội thua, hôm nay trùng khớp là ba khách mời đều thua hết. Trong đó có một khách mời là riêng, còn khách mời là một cặp. Đó là vợ chồng mình thua luôn. Dạ. Có cùng hưởng, có quà cùng chia mà. Đúng rồi, còn Steven hôm nay mình thua mình thấy sao? Dạ hôm nay em thua, tới vòng này thì em vẫn thấy sạch sẽ là em thấy hạnh phúc rồi. Sẽ là em thấy hạnh phúc rồi. Chưa đâu. Nói như cứa vào tim người ta vậy. Em xin lỗi nha. Lúc nãy là Buka nói là có phước cùng hưởng, có quà cùng chia, thì hai người chia với nhau đi, mắc mới gì lo tôi vô vậy? Tại tay kia đứng giữa. Đúng rồi. Mắc mới thì tụi mình. Nhưng mà nè, cái này hồi nãy là mình đắp mặt nạ đúng không? Một lát nữa mình lỡ mình bị phạt nước nó dội vô mình rửa mặt luôn. Mà các bạn ngồi xuống đây, xếp hàng ngang. Trời ơi. Ngồi xuống. Trời sao anh cười dữ vậy anh Lộc? Mời bốn bạn cầm bốn cái bông bông. Oh yeah. Đây chính là xiên que định mệnh. Đây để tôi chăm sóc cho Thúy Ngân. Tôi chăm sóc cho Thúy Ngân. Người cũ. Chị phải một đời chung thủy với 94. Ý, là chị hả? Trước khi hình phạt đến thì em có ý kiến gì không? Em cảm thấy là ngày hôm nay của em rất trọn vẹn. Chỉ miễn là em không cùng đội với anh Luật là em đã vui rồi. Cùng đội với anh Luật là em đã vui rồi. Nên dù. Nên dù. Nên dù. Ghê tôi ghê. Rảnh quá. Dạ. Dạ lên. Thôi chị muốn làm thì vậy làm đi. Trời ơi. Ơi. Buka. Em là người trao Lâm Vĩ Dạ cho anh đúng không? Dạ. Cho nên tụi anh mới thắng. Em nói lời gì đi. Em nói là anh thôi đập đi. Thôi đập đi. Rồi, lạnh báo quá. Báo Ninh Dương Lan báo. Ngọc là anh, là Ngọc, anh Ngọc là chính anh. Đúng là anh, là anh. Anh là kẻ là người đã đẩy tôi cho Tiến Luật. Tôi cho Tiến Luật. Là anh, từ đầu anh chọn em nhưng anh không báo vậy. Từ từ anh. Để anh nói nha Ngọc ơi, cho anh nói lời cuối. Nói lời cuối. Anh muốn vừa xử mà anh vừa nhìn em được không? Trời ơi, trời. Là uống nước luôn á. Hả hồng ra được. Đúng rồi, không những vừa xử vừa nhìn mà vừa hả hồng luôn. Hả hồng ra. Hả hồng ra thì được nhìn. Hả hồng ra. Muốn nhìn là phải hả hồng ra. Anh muốn nhìn em thì anh hả hồng ra. Hả hồng ra. Rồi, nè. Uống nước nhớ nguồn. Hả hồng ra. Hả hồng ra chưa thấy. Hả hồng ra. Hả hồng ra chưa thấy. Chưa thấy. Ok không anh? Tính ra là cơm bò ăn đủ không? Luôn á. Có bị uống miếng nước nào không? Nhưng mà anh thấy là tại sao ngày hôm nay có một mình chị Lâm Vĩ Dạ là còn nguyên vẹn. Còn bây giờ đội chiến thắng bắt đầu khui quà. Ai yeah, khui trước? Em hy vọng đó không phải là phần thưởng. Đội nào khui trước? Đội số 1 khui đi. Số 1 khui đi. 1, 2. Wow. Mấy hút không khí, mấy lọc không khí. Ồ, được mấy lọc không khí hả? Mấy lọc không khí của em. Ủa mà khoan đã, vừa mới lấy cái mấy lọc của em, của em. Ủa là có một cái hả? Rồi. 2, 3. Bộ cảm ơn, trời ơi. Ủa đẹp chứ bộ. Dễ thương quá. Cơm hả? Cơm điện. Cái nồi nấu cháo, nồi nấu cơm. Trời ơi, bây giờ một đứa lấy gạo. Trời ơi, anh lấy cái thùng, em lấy cái này. Đây, đơn giản thôi, trò chơi như cũ. Quảnh tôi xì 3 lần, ai thắng 2 lấy. Hơi mệt quá. Anh tặng em, anh tặng em. Em cũng muốn cho anh Luật, mà anh Luật cho em thì. Ủa, em muốn cho anh hả? Đâu có, em cảm ơn. Ê, khoan. Anh nói là anh tặng em một lần xin xong. Ngày hôm nay xin hỏi một lần nữa, các bạn đến đây chơi có vui không ạ? À? Vui. Và mình cảm thấy có bệnh gì trong người không ạ? À? Dạ có, hơi lạnh và ho. Lạnh và ho. Chúc cho gia đình mình sẽ yên ấm về phổi ha. Không có gì đâu. Cảm ơn các bạn.
đã đến với chương trình Bảy Nụ Cười Thương Em này. Yes. Cool 100% sữa tươi ngon ơi là ngon mẹ ơi. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn dành yêu thương, dành tình cảm cho chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Đài Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Theo cái yêu cầu quý vị, chúng tôi xin mời đến đây một nghệ sĩ rất là duyên dáng dễ thương. Vỗ tay nồng nhiệt cho Ngọc Phước. Ủa, phải nhìn banh chứ anh. Hả? Phải nhìn banh chứ. Cứ nhìn phía trước, cái banh luôn ở phía trước mà. Mình đi phía sau để tạo thêm kịch tính chương trình thôi. Nè anh trai ơi, quê anh trai nhìn tôi nè. Không bể một bóng luôn, cho mấy anh mình ở lẻ mắt trời Phước. Đứng gần lại, đứng gần. Đứng gần lại. Trời ơi Phước ơi. Quang, không sao, không, tự lấy. Yeah. Anh trai, giúp tôi nè. Không sao, không sao.